Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi cướp tài sản. Trước đó vào khoảng 2 giờ 40 phút ngày 30 tháng 5 năm 2024, Nguyễn Văn Minh sinh năm 2008 ở huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An điều khiển xe mô tô chở Lê Anh Thái sinh năm 2007 trú tại huyện Như Thành tỉnh Thanh Hóa đi trên đường Tô Quyền thuộc xã Long Hưng thì bị 6 nam thanh niên đi trên 3 xe mô tô chặn đầu xe và dùng dao kiếm dí vào cổ anh Minh cướp đi một điện thoại di động iPhone 11 Pro Max, một lắc tay và một số vật dụng khác. Nhận được tin báo, Công an huyện Văn Giang đã triển khai xác lập chuyên án và sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ lần theo dấu vết và truy bắt nhóm đối tượng gây án. Đến ngày 2 tháng 6 năm 2024, đội cảnh sát hình sự Công an huyện Văn Giang đã điều tra làm rõ và bắt giữ 4 đối tượng gây án gồm Đào Trung Hiếu sinh năm 2008 ở xã Long Hưng, Hoàng Đức Phong sinh năm 2009, Đỗ Duy Tuấn sinh năm 2008, Phan Tiến Dũng sinh năm 2008 đều ở xã Tân Tiến, huyện Văn Giang hiện công an huyện văn giang đang tiếp tục điều tra truy bắt các đối tượng còn lại và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật